Một tổ chức từ thiện của New Zealand đã phải xin lỗi vì đã phát hàng chục viên kẹo hương dứa được phát hiện có pha một lượng methamphetamine hay ma túy đá có khả năng gây tử vong. Tổ chức Auckland City Mission chuyên cung cấp nhu yếu phẩm cho người cơ nhỡ lần đầu tiên nhận biết về nhầm lẫn này khi một số người nhận phàn nàn về những viên kẹo có vị khó chịu. Hiệp hội Dược New Zealand sau đó phát hiện ra rằng chúng chứa khoảng 28 gram chất gây nghiện. Điều quan trọng là phải loại bỏ chúng càng sớm càng tốt. Chúng tôi biết có 3 người đã cần hỗ trợ y tế do hậu quả của việc này. Hiện không có ai đang nằm viện. Theo thông tin từ cảnh sát, 3 người bị ảnh hưởng là một trẻ em, một thiếu niên và một nhân viên từ thiện. Kẹo được một thành viên không rõ danh tính trong tổ chức từ thiện tặng và cảnh sát đã tiến hành điều tra. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy tổ chức từ thiện có hành vi sai trái và họ tin rằng những viên kẹo này là sản phẩm phụ của một hoạt động buôn bán ma túy quốc tế. Trong một tuyên bố, tổ chức từ thiện Auckland City Mission cho biết rất đau buồn trước phát hiện này. Hiệu trưởng trường Đại học Columbia, bà Minoj Shalit, đã từ chức vào hôm 14 tháng 8. Quyết định này được đưa ra sau khi bà bị chỉ trích suốt nhiều tháng từ cả hai phe đối nghịch ủng hộ Israel và ủng hộ Palestine về cách xử lý các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường liên quan đến cuộc xung đột ở Gaza. Bà là hiệu trưởng thứ ba của một trường đại học lớn tại Mỹ từ chức sau các cuộc biểu tình về Gaza. Trong một thông báo, bà Shafiq cho biết, đây cũng là giai đoạn hỗn loạn khi rất khó để vượt qua những quan điểm khác biệt trong cộng đồng của chúng tôi. Giai đoạn này đã gây tổn hại đáng kể cho gia đình tôi, cũng như nhiều người khác trong cộng đồng của chúng tôi. Bà cho biết việc từ chức sẽ giúp Colombia vượt qua những thách thức trong tương lai tốt hơn và bà đã đưa ra thông báo sớm để trường có thể lập ban lãnh đạo mới trước khi mở màn học kỳ tiếp theo. Những người biểu tình đã tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động phản đối sau khi học kỳ mới bắt đầu vào ngày 3 tháng 9. Các cuộc biểu tình vào tháng 4 và tháng 5 để phản đối việc giết hại dân thường ở Gaza đã gây tắc nghẽn một số khu vực trong khuôn viên trường Columbia. Hiệu trưởng Shafiq bị cả hai bên chỉ trích. Từ phía biểu tình là vì bà đã gọi cảnh sát đến can thiệp dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ, còn từ phe ủng hộ Israel là vì bà đã không hành động ngăn chặn mạnh tay hơn. Sau khi những người biểu tình dựng lều trại và yêu cầu trường đại học bán tài sản đã đầu tư vào Israel, giới chức trường đã cố gắng đàm phán một thỏa thuận để tháo dỡ các trại. Khi các cuộc đàm phán không thành công và Shafiq đã yêu cầu cảnh sát New York vào khuôn viên trường vào ngày 18 tháng 4, khiến nhiều nhóm nhân quyền, sinh viên và giảng viên tức giận. Nhiều người biểu tình bị bắt giữ, các lều bị dỡ bỏ nhưng được dựng lại ngay sau đó. Trường đại học đã gọi cảnh sát một lần nữa vào ngày 30 tháng 4, dẫn đến các vụ bắt giữ tiếp theo tại cả Đại học Columbia lẫn trường CCNE gần đó. Sau đó, bà Shafiq yêu cầu cảnh sát ở lại cho đến ngày 17 tháng 5, hai ngày sau lễ tốt nghiệp để giữ trật tự và ngăn chặn việc dừng lại lều trại. Nghị sĩ đảng Cộng hòa Elise Stefanik, người đã chỉ trích giới lãnh đạo đại học trong những buổi điều trần của Quốc hội về các cuộc biểu tình, hoan nghênh việc bà Shafiq dù gọi đây là quyết định quá trễ khi bà không bảo vệ được sinh viên Do Thái trong các cuộc biểu tình về Gaza. Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã bãi nhiệm Thủ tướng Srettha Thavisin hôm 14 tháng 8 vì vi phạm đạo đức. Ông Srettha đã bổ nhiệm vào đội cát của mình một cựu luật sư từng đi tù một thời gian ngắn vào năm 2008. Tòa án phán quyết rằng hành động này của ông Srettha đã vi phạm hiến pháp khi bổ nhiệm một bộ trưởng không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức. Ông trùm bất động sản Srettha giờ đây trở thành thủ tướng Thái Lan thứ tư trong vòng 16 năm bị phê truất bởi các phán quyết từ cùng một tòa án. Với việc ông Srettha 62 tuổi bị phế truất sau chưa đầy một năm nắm quyền, Quốc hội Thái Lan phải triệu tập để chọn một thủ tướng mới và sẽ có một nhà lãnh đạo lâm thời. Nhưng cùng với đó là viễn cảnh bất ổn hơn ở một đất nước đời chính trường bất ổn trong suốt hai thập niên qua vì các cuộc đảo chính và các phán quyết của tòa án, mà hệ quả là hạ bệ nhiều chính phủ và đảng phái chính trị. Thủ tướng tiếp theo cần phải nằm trong số các ứng cử viên thủ tướng từng được các đảng đề cử trước cuộc bầu cử năm 2023. Một ứng cử viên có khả năng là bà Paetongtarn Sinawat, 37 tuổi, con gái của tỷ phú Thaksin Shinawat, người có nhiều ảnh hưởng trong đảng Phiêu Thái. Bà cũng là lãnh đạo đảng Phiêu Thái và sẽ là thành viên gia đình Sinawat thứ ba đảm nhận chức vụ thủ tướng nếu được Quốc hội lựa chọn. Các ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Chanvirakul, Bộ trưởng Năng lượng Pirapan Saliratavipapa và Pawit Wongsuwan, một cựu tư lệnh quân đội có ảnh hưởng lớn, người có liên quan đến hai cuộc đảo chính gần đây nhất. Tháng 8 năm ngoái, đảng Phiêu Thái của ông Srettha từng đứng thứ hai sau các cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, đảng tiến lên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đã bị các nghị sĩ do quân đội bổ nhiệm ngăn cản việc thành lập chính phủ.
Điều này mở ra cánh cửa cho ông Sreta thành lập một liên minh cầm quyền. Dù vậy, nhiệm kỳ của ông đã bị ảnh hưởng xấu vì những thất bại và khó khăn kinh tế. Nhưng cuộc thăm dò cho thấy đa số người Thái có cái nhìn không mấy tốt đẹp về năng lực lãnh đạo của ông. Trung Quốc gần đây thử nghiệm máy bay chở hàng không người lái, tức UAV, lớn nhất từ trước đến nay, có khả năng vận chuyển 2 tấn hàng hóa. Truyền thông nhà nước đưa tin, máy bay không người lái hai động cơ mới này được thiết kế cho mục đích dân sự và cất cánh thành công trong chuyến bay thử nghiệm 20 phút vào ngày 11 tháng 8 tại tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc. Theo Reuters, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh sản xuất và thử nghiệm UAV có khả năng vận chuyển mọi loại hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Với sải cánh 16,1m và chiều cao 4,6m, chiếc máy bay này được chế tạo bởi công ty Sichuan Tandeng Skytech Innovation. Loại UAV này lớn hơn so với máy bay hạng nhẹ phổ biến nhất thế giới Cessna 172 do công ty máy bay Cessna của Mỹ chế tạo. Chuyến bay thử nghiệm của công ty Tandeng diễn ra sau khi nguyên mẫu UAV chở hàng HH-100 thực hiện thành công chuyến bay ra mắt đầu tiên ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, ở phía Tây Bắc Trung Quốc hồi tháng 6. Các nhà sản xuất máy bay không người lái dân dụng của Trung Quốc hiện tập trung sản xuất máy bay tải trọng lớn hơn khi chính phủ nước này thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tầm thấp. Đến năm 2023, Trung Quốc có hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia thiết kế hoặc sản xuất UAV, dẫn đầu là công ty sản xuất UAV lớn nhất thế giới, DJI. Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc dự kiến ngành công nghiệp này sẽ đạt giá trị 2.000 tỷ nhân dân tệ, tức 279 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong một báo cáo năm nay, Trung Quốc lần đầu tiên xác định nền kinh tế tầm thấp là động lực tăng trưởng mới, trong đó tính di động được coi là lực lượng sản xuất mới trong các lĩnh vực như vận tải hành khách và lưu thông hàng hóa. Kinh tế tầm thấp là hình thái kinh tế tổng hợp trong vùng trời dưới 3.000 mét, được thúc đẩy bởi hoạt động bay tầm thấp của máy bay có người lái và không người lái. Boeing phải đối mặt với một trở ngại mới về sự cố điện ảnh hưởng đến máy bay 737 MAX, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng của hãng này. Theo Fortune ngày 14 tháng 8, Boeing xác định được một thành phần không phù hợp trong 3 máy bay đã giao. Vấn đề tập trung vào hộp nối dây điện hay hộp đầu nối, đóng vai trò quan trọng để truyền từ nguồn điện tổng đến các thiết bị điện trên máy bay. Boeing cho biết hoạt động sản xuất tại nhà máy Renton ở Mỹ đã bị trì trệ do sự cố trên, đồng thời nhấn mạnh hãng sẽ thực hiện mọi công đoạn sửa chữa cần thiết trên máy bay trước khi giao lại hàng. Ông Ronald Epstein tại Ngân hàng Mỹ của Mỹ nhận định, điều này có thể trì trệ thêm đến thời gian giao hàng, mặc dù hiện không chắc chắn về số lượng máy bay bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Vấn đề mới nhất này làm tăng thêm những rắc rối gần đây của Boeing. Công ty vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả sau hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX ở Indonesia và Ethiopia, khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng. Hồi tháng 7, Boeing đồng ý nhận tội về âm mưu gian lận hình sự để giải quyết các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ DOJ về các vụ tai nạn thương tâm trên. Bên cạnh đó, Boeing còn đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA sau sự cố hỏng nút cửa trên máy bay Boeing 737 MAX 9 vào ngày 5 tháng 1. Gần đây hơn, những sai sót trong tàu vũ trụ Starliner do Boeing chế tạo đã buộc hai phi hành gia tại trạm không gian quốc tế ISS phải trì hoãn chuyến trở về trái đất trong nhiều tháng. Chuỗi khủng hoảng trên đã khiến Boeing giảm tốc độ sản xuất để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của công ty giảm hơn 33%, phản ánh mối lo ngại của các nhà đầu tư. Trong quý 2 năm nay, Boeing ghi nhận khoản lỗ hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích vẫn tỏ ra lạc quan về tăng trưởng của Boeing trong thời gian tới. Ông Epstein dự báo Boeing sẽ thu về lợi nhuận 19% trong 12 tháng tới.